hay là thích đi đâu đi đó, mua sắm này kia thì mình dụ. Dụ. Trời ơi, dùng từ dụ nghe dễ thương ghê vậy đó. Đúng rồi, dụ chứ thu phục ghê ghê quá ha. Mình đánh vô cái tâm lý đúng không? Là từ cái trái tim mình thật lòng mình quan tâm người ta thì trước sau gì mình có làm gì đâu mà ghét, đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu lúc đó em gái, giờ em dẫn bạn gái em về mà giờ em của em ở nhà nó nói thôi em không chịu chị đó đâu. Nhìn chị đó thấy ghét quá, nhìn chị đó chảnh quá. Để, rồi em xử trí thì sao? Nhà em trên nói dính nghe. Nói là em đang nghe à. Ghê, thì không có chế độ em mà chê chị dâu cái này nọ, không có. Trường hợp đấy chắc chắn sẽ không có nên em không biết sẽ, nếu như có thì nếu mà có thì em làm sao? Có thì em nạt. Em nạt. Dạ. Em nói phải nghe. À, cũng vậy là có máu gia trưởng nha. Có máu gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không có, nhưng mà nói chung các em ở nhà thì thường thường em nói là đều nghe hết, không ai cãi. Hai đứa em là nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi? Một đứa em sinh năm 92, nhỏ hơn 2 tuổi, và một đứa em thì sinh năm 2006. Là con trai hay con gái? Con trai hết. Hai thằng trai hết. Ôi con trai dễ lắm. Không có gì hết trơn, con trai dễ ẹt hả? Mấy đứa con trai dễ thương, như là gặp chị dâu mà đẹp đẹp xinh xinh nữa, mắc gì không quý đúng không em? Rồi tới phiên em. Câu nói lãng mạn nhất bạn trai từng nói với người yêu là gì? Nói thiệt nha, cái miệng ông cũng điêu lắm á. Em thực sự không phải là người lãng mạn. Nói bạn gái thì câu lãng mạn nhất thì em từng nói là anh yêu em thôi, chứ còn chưa có nói cái gì là lãng mạn hết. Anh yêu em thì ai chẳng nói, yêu nhau ai không nói. Có một cái gì đó hứa hẹn, hay một cái gì đó nó bay bổng, hay một cái gì đó một lúc cảm xúc nó dâng trào á. Thế thì chưa từng nói. Chưa từng nói. Bây giờ em thử suy nghĩ coi. Nếu bây giờ hai đứa yêu nhau bây giờ nè, em nhìn cô gái trước mặt coi thấy ổn không? Dạ ổn chị. Thì nếu bây giờ trường hợp mà yêu nhau nè, thôi bây giờ mình nói một câu nhìn nhau đi 30 giây, ăn thua người ta có bấm nút với mình hay không là cái lúc này nè. Một câu nói gì đó nó chân thành, nó lãng mạn, thuyết phục cô ấy bấm nút với mình. Anh sẽ phấn đấu để cố gắng để có thể lo được cho em và chiếm lấy tình cảm của em hơn những gì những người khác đã làm cho em. Thôi, đẹp trai đẹp gái. Bây giờ thì hai bạn hãy giới thiệu thật lớn, to rõ để cho người bạn ngồi đối diện có thể nghe được thông tin của mình qua cái cánh cửa trái tim nha. Em trai, giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Cát Tường. Em là Ngô Duy Bình, sinh năm 1990. Hiện tại đang ở Đắk Lắk. Đang ở trên Đắk Lắk luôn. Dạ vâng ạ. Là từ Đắk Lắk xuống đây luôn. Dạ vâng ạ. Xuống hồi nào? Dạ em xuống hồi lúc 8 giờ sáng chị. Rồi chừng nào về lại trên Đắk Lắk? Dạ còn phải tùy chị, nếu như em mà tìm được một nửa của mình thì em sẽ ở lại đây chơi 1-2 ngày. Ok. Ở đây có gia đình, bạn bè, người thân gì ở đây không? Dạ bạn bè của em thì có, nhưng người thân thì ít. Rồi em ở đây là em ở đâu? Em chỉ ở khách sạn thôi chị. Ồ, rồi thông tin rõ ràng. Xuống đây từ 8 giờ sáng cũng cực khổ à, có cởi voi gì xuống không? Voi thì hiện tại nó đang được bảo tồn nên không được mang đi chị ạ. Nhưng mà ở trên Đắk Lắk là đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm bên công ty của giao hàng nhanh, và trong thời gian rảnh rỗi em vẫn làm thêm việc nhà như là nội thất, trần thạch cao, rồi phụ việc nhà với gia đình ấy thôi. Nhà có làm cái nghề về nội trang trí nội thất hả em? Yeah. Rồi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, em cũng sinh năm 90. Em đến từ Gia Lai. Gia Lai. Hỏi thử coi hai bạn ở có gần nhau không, cách nhau bao xa nè. Ủa nhưng mà hiện giờ đang sống Gia Lai luôn hay là? Em đang ở sống Gia Lai. À rồi xuống đây ghi hình hồi nào? Em vừa mới xuống sáng nay. Rồi chừng nào về? Chắc cũng 1-2 ngày nữa. À, tôi thấy sao trùng hợp dữ vậy ta. Hỏi thăm đi em, hỏi thôi, ở chỗ nào, làm gì? À em ở Gia Lai, em ở đoạn nào em? Dạ em ở thành phố luôn anh. Ở thành phố à? Cũng xa nhỉ. Cách Đắk Lắk chắc 180 cây. 180 cây là đối với em vậy là xa hay gần? Nói chung yêu nhau mấy núi cũng leo chị, mấy sông cũng lội cũng đều cũng qua. Nếu như mà đã có cảm tình với nhau rồi thì mình cũng sắp xếp qua được thôi chị. Thí dụ giờ bữa nay mà hên hên mà bấm nút nè, rồi bạn trai bạn gái nè, rồi xong rồi bây giờ mình sẽ đi chơi ở đây mấy bữa nè, rồi em đưa bạn gái về Gia Lai xong rồi em mới về Đắk Lắk được không? Dạ được chị. Quá đơn giản ha. Dạ, đối với em đơn giản mà, thời gian em rảnh nữa. Đang rảnh phải không? Em đang làm công việc gì trên Gia Lai? Em đang là diễn viên múa. Wow, diễn viên múa. Hèn chi nhìn ha, chuẩn. Chắc dáng đẹp đó chị hả? Đương nhiên. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Bạn bè hay khen em là nấu ngon. Ừ. Trong công việc em rất là nguyên tắc, đúng giờ giấc. Em không thích trễ nải. Ừ. Còn điểm yếu của em là hơi bướng, hơi khó tính. Ừ. Cũng hơi cọc nữa. Hiện tại mình công việc ổn định không em? Em thường là múa ở đâu, múa cho? Dạ em đang hiện tại đang làm ở nhà hát ca múa nhạc Đêm Xa Gia Lai. À vậy là cũng phục vụ thường xuyên. Dạ. Em theo cái ngành múa được bao lâu rồi? Dạ em vô đoàn được 7 năm. 7 năm rồi, vậy là cũng được gọi là
chín mùi trong sự nghiệp ha. Mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì nữa? Hát cũng được, cũng tạm. Bây giờ khoan đi, múa thì mình chưa coi được, nhưng mà hát mình phải nghe được chứ, đúng không em? Dạ vâng. Thường thường chị nghe đồn ở trên núi hát hay lắm, tiếng hát vang vọng núi đồi luôn mà. Dạ, Đắk Lắk thì nhiều bài hát hay lắm chị. Bên gái bên kia thì biết múa, biết hát rồi là hay không? Đó, bây giờ mời em gái hát trước. Mình diễn viên mà, mình hát trước đi, rồi bên đây ảnh sẽ đáp lại tiếng gọi núi đồi. Này người em yêu, chung tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với anh rằng mình sẽ yêu nhau hoài, trọn đời có xa và có chăng có anh và có em, vẽ nên chuyện tình yêu như là cổ tích. Sao sao sao, hay không hay không? Đó là mới có, chưa phải chuyên môn. Hát có nghĩa là chỉ là mới thêm thôi. Dạ. Chuyên môn chính là múa. Cái này mà múa nữa là dữ dằn lắm. Rồi thôi hát lại đi. Em cũng xin hát lại tặng bạn bên kia một đoạn vậy. Ừ. Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao, dường như với tới muôn đám mê đang hoài trôi lững lờ. Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé, cả thiên đường ngàn sao lấp lánh, cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em. Rồi bàn tay khẽ nắm lấy những vô tình không ai hay, rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm. Ngồi bên em mà tim bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, để anh giữ lấy từng phút giây được bên em. Sao em, sao em? Mình chuyên nghiệp mình gì, mình nhận xét bạn bên đây không chuyên, thấy ổn không? Ổn rồi. Ổn ha. Nói chung là có biết hát là vui rồi. Tình trường như thế nào? Thì em cũng trải qua được nhiều mối tình rồi chị. Nhiều mối tình thành thật. Toàn là mối tình chớp nhoáng đấy chị. Yêu kiểu yêu trẻ con ấy chị. Yêu xong thời gian không hợp họ lại bỏ chia tay á. Có mối tình nào sâu đậm chưa? Mối tình sâu đậm thì cũng có được hai mối tình. Rồi. Một mối tình hồi em đi lính. Có đi lính nữa hả? Dạ. Đi mấy năm? Đợt em đi năm rưỡi chị. Trong quá trình đi lính mà chị, xa mặt cách lòng thì chuyện gì đến nó đến thôi. Rồi. Mối tình sau này? Mối tình sau thì em cũng quen một cô cũng ở giáp ở bên Gia Lai đó chị. Nhưng mà cuối cùng là họ còn nhỏ tuổi rồi, bố mẹ họ muốn hướng sang bên đi du học đó chị. Đi du học sang bên xuất khẩu lao động, du học đi sang bên bên gì nhỉ? Nhật Bản đó. Ừ. Em bảo đấy, nếu như ở nhà thì mình đến với nhau, mình cưới, nếu như đến với nhau. Nhưng mà họ thích, ước mơ của họ là muốn sang bên Nhật để đi trải nghiệm. Khi họ quyết định đi là em cũng quyết định chia tay. Mà em mà đi thì anh chia tay, anh không chờ đợi, không chờ đợi nữa. Bởi vì khi họ đi Nhật là phải đi mất 3 năm. Nên là em chờ không được chị. Bởi vì em cũng thuộc dạng 90 mà. Em sinh năm 90 thì cũng nhiều tuổi, 30 tuổi đầu rồi. Nên bây giờ em cũng muốn lập gia đình sớm. Sớm là bao lâu? Thí dụ bây giờ ổn, tìm được người mà tâm đầu ý hợp thì bao lâu nữa kết hôn? Dạ, nếu tìm được tâm đầu ý hợp thì có thể cưới luôn chị. Cưới luôn? Dạ. Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa? Dạ, sẵn sàng rồi chị. Lấy nhau về ở đâu? Trước tiên là phải ở nhà để làm dâu một thời gian đã, xong rồi mình sẽ ở riêng. Ở riêng là ở đâu? Có chỗ, có nhà không ở? Dạ, nói chung nhà em đất thì cũng đủ để chia cho anh chị em rồi, cho nên cũng không phải lo vấn đề đấy chị. À, thế còn em sao nào? Dạ, em cũng có hai mối tình. Ừ. Một mối tình đầu thì cách đây cũng 7-8 năm, là em quen 2 năm rồi, nhưng mà cũng lúc đó chắc còn nhỏ, với lại tính của hai người cũng cái tôi cao quá nên xích mích là không giải quyết được, thế là chia tay. Ừ. Ai là người nói lời chia tay? Dạ em. Em, rồi anh đó cũng đồng ý luôn? Dạ, sau đó có níu kéo nhưng mà em thôi luôn. À, còn mối tình sau này? Sau này thì em cũng có quen một người qua mạng, em quen là 5 năm. 5 năm? Wow, 5 năm là một mối tình rất là dài. Chưa từng gặp nhau một lần nào. Cái gì? 5 năm chưa gặp nhau là hay á. Ủa sao quen 5 năm mà chưa gặp nhau một lần nào? Anh đó ở đâu? Dạ anh đó ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn mà tại sao 5 năm chưa gặp một lần nào? Đâu có quá khó khăn để gặp nhau dạ, đâu anh em đó. Công việc ảnh bận quá, ảnh cứ nói tên là bận. Ảnh hứa với bao nhiêu lần rồi nhưng mà đều không về. Sao em không chủ động đi tìm gặp mà em làm gì mất tới 5 năm dữ vậy? Em đi tìm thì ảnh lại đi công tác chỗ khác, nghĩa là không có thể gặp nhau được. Như vậy thì 5 năm đó cái mối liên hệ qua lại với mục đích gì? Chuyện là chia sẻ đó, nói chung là nhắn tin qua lại rồi gọi điện thôi. Mà ảnh lúc nào cũng hứa với em là Tết sẽ về gặp em. Mà như vậy mà em chờ tới 5 năm, một mối quan hệ đến 5 năm cứ như vậy. Chị không thể nào tin được là có một cái mối tình như vậy. Chỉ online thôi nhưng mà đối với em nó cũng rất là sâu đậm, đúng không? Vì bây giờ nhắc đến em vẫn còn chưa bình tĩnh được. Chia tay mối tình này lâu chưa? Dạ cũng 1 năm. Có thấy hình nhau không? Có. Có nói chuyện phải đám với nhau? Có, và còn nói chuyện bình thường.
À, vẫn nhìn thấy mặt nhau tất cả mọi thứ nhưng không gặp. Rồi em có suy nghĩ là tại sao anh không gặp không? Nói chung em cũng nghĩ là tất ảnh bận quá, với lại là một người cầu toàn trong công việc đó chị. Lúc nãy ông đặt công việc lên trên đầu, còn tình cảm là phía sau thôi, không quan trọng. Mà trong 5 năm cái mức độ anh quan tâm đến em và nói chuyện với nhau có nhiều không? Dạ cũng nói chuyện hàng ngày, nghĩa là dù bận nhưng mà cũng ráng nói chuyện mấy câu, xong là hoặc là đi công việc vậy. Nói chung là đi công tác thường xuyên luôn. Đi công tác thì có liên lạc với em không? Dạ ví dụ như đi công tác ở trong nước thì liên lạc, còn đi công tác ở nước ngoài thì không. Là khi nào anh về thì anh sẽ gọi. À, em có nghĩ là anh có gia đình rồi không? Dạ không. Sao em biết chắc như vậy? Nói chung là em tin tưởng. Em có bao giờ hỏi không? Hay là anh có nói là anh độc thân không? Anh cũng là từng trải qua em một đời vợ rồi. Ừ. Anh cũng có kể với em vậy thôi. Còn hiện tại thì anh nói là vẫn là độc thân. Nói chung là anh đi công việc, anh đi đâu thì anh cũng nói với em hết. Nhưng mà chỉ có điều là không thể gặp được. Là một người đàn ông, em nghe câu chuyện đó thì một cách khách quan thì em thấy câu chuyện đó như thế nào? Là thấy bạn nữ có vẻ thiệt thòi khi chờ đợi một người không có suy nghĩ tới mình. Nếu như bạn trai kia mà đã suy nghĩ tới bạn gái thì chắc chắn sẽ về. Còn cứ hứa lèo như thế trong vòng 5 năm trời mà không gặp nhau thì em nghĩ bạn trai đó một là có gia đình, hai nữa là bạn đó chỉ gọi là quen để cho vui thôi. Em chỉ suy nghĩ như thế. Mà chị cũng thấy giống như em nói, giờ nói thì tại vì em gái đây cũng đang còn rất là buồn. Bạn ấy khi nhắc tới cái chuyện này, chị nói thật em đừng buồn, đây không phải tình yêu đâu, anh ấy không có yêu em. Chị dám khẳng định luôn, anh đó không yêu em. Nha. Và từ nay về sau, bỏ qua một bên, đừng nghĩ tới nữa. Người đó không xứng đáng để khi nhắc đến em phải khóc. Em khóc đây, giọt nước mắt của em là dành cho tuổi thanh xuân của mình, chứ không khóc vì cái người đàn ông đó, vì họ không xứng đáng. Cái này là chia sẻ thật sự và đồng cảm. Bây giờ nó qua rồi, đừng giận chị nha. Rồi, ok. Em muốn tìm một người vợ trong tương lai như thế nào? Em muốn tìm một người vợ trong tương lai là ngoại hình thì cân đối, cũng bình thường cũng được. Bởi vì bây giờ em thì không có quan trọng, ngày xưa thì nó còn tiêu chuẩn nó còn cao lắm, nó còn phải đẹp như người mẫu cái kiểu. Nhưng mà dần dần qua thời gian, dần ế dần thì cái tiêu chí nó cũng giảm dần xuống. Cho nên là cái về ngoại hình không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng ở đây là phải biết đối nhân xử thế, với lại nói chung là không có ngoa quá là được. Ngoa là sao? Ngoa tức là động tí là chửi bới người khác đấy. À, hiểu. Rồi, còn em mong muốn tìm một cái người bạn trai, một cái người chồng tương lai của mình như thế nào? Do em thiếu sự quan tâm nên bây giờ em cần một người quan tâm em. Với lại là chín chắn, nói chung đừng có kiểm soát em quá. Có công việc là ổn định là được. Có yêu cầu về ngoại hình không? Dạ, cao trên mới 65 là được. Cao nhiêu? Chắc thiếu quá. Không, em 67-68. 67-68, rồi, được. Có gì nữa không? Đừng có hói. Không có hói, nhưng mà hơi đen. Dạ, không sao. Không sao phải không? Miền núi mà. Con trai đen, nó mới đen trai. Rồi, thôi vậy chắc ổn rồi đó. Bây giờ có hình không? Cho chị coi hình hai bạn coi. Rồi, ba cô lựa một cô đi, lựa trúng nha. Tấm hình này chụp hồi nào đây? Bao nhiêu năm rồi? Hồi em đi lính mới được 2 năm chị. 2 năm anh ấy phong sương. Nhận ra anh ấy không? Tại sao đoán là anh đó? Đoán đại. Đoán đại thôi hả? Cô ấy là cô nào? Thôi, với cách góc chụp hình thì em nghĩ là cô ở giữa. Bây giờ chị mở cửa trái tim ra nha. Rồi hai bạn nhìn xem hôm nay cái sự phỏng đoán của mình có đúng hay không nè. 1 2 3. Trời ơi. Ủa, phải anh đó không? Chị không biết luôn á. Chắc phải. Đúng, em đoán chật rồi chị ơi. Hả? Hỏi cổ đi chứ tôi cũng không biết luôn. Đúng rồi chứ trật gì nữa. Bạn ấy giống bạn bên này, em đoán bên này. Em ăn giữa là đúng rồi phải không? Dạ đang. Cho ai hỏi em? Dạ giữa. Đúng rồi. Giữa à? Sao tóc em màu vàng giống bạn bên cạnh? Dạ vậy? Em cái tóc tao nhuộm lại. Còn ủa, đoán anh này đúng không vậy? Đúng rồi đấy. Ủa vậy hả? Dạ vâng. Hay ha. Rồi chúc mừng hai bạn đã có sự trùng khớp ở cho em xin phép tặng bạn người ấy. Rồi, qua trái tim luôn. Để anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Gia Lai Đắk Lắk cùng đặc sản. Mình đâu có ngờ bữa nay mình gặp chàng trai cùng miền phải không? À, này chắc tôi nghĩ chàng trai không cần, chắc chị Tường cần hơn quá. Thôi được rồi, vui thôi. Bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng tư để mình
ăn bữa cơm với nhau, chứ đi chắc sớm giờ cũng đói rồi ha. Ăn một bữa cơm của nhà hàng Indochine và chúng ta sẽ có thời gian tâm sự với nhau. Ít phút thôi nha, không phải cả tiếng đồng hồ đâu. 5 phút thôi, chị Tường sẽ quay lại. Trời ơi, món ăn hấp dẫn quá luôn mà trang trí lại đẹp mắt nữa. Đây là món gà quay xôi chiên của nhà hàng Indochine nha. Vừa ăn, bây giờ tâm sự nha. Làm sao mà được ở lại chơi mấy ngày đưa người ta về đó nha. Tài năng thuộc về chú đó. Thì Tường giới thiệu có gì mà ngoa không? Dạ không chị. Chuẩn đúng không? Dạ. Việc còn lại là ở em. Mời hai em ngon miệng. Em mời anh. Em mời em ăn. Sáng em đi vào đây là em vào lúc 8 giờ ạ? À? Em vô lúc 6 giờ sáng anh. 6 giờ sáng hả? Anh ở Đắk Lắk đoạn nào? Anh ở ngay gần cầu 110 đấy em, giáp bên Gia Lai mình á. Chỉ có đi vào thành phố thì nó hơi xa. Em cũng đi Đắk Lắk được mấy lần chơi. Em vào đây em dự tính chơi mấy ngày hay là luôn? Em dự tính là chơi 1-2 ngày rồi em mới về. Vậy có thể anh em mình đi chơi với nhau được không nhỉ? Anh hiện đang ở chỗ nào ạ? Anh thì mới vào đây nên anh chưa có chỗ ở cố định. Anh ở với ai? Anh vào đi chơi mà, anh đâu có ở đâu em. Đi một mình hả? Anh đi với mẹ nữa. Em thì có người quen ở đây không? Dạ em cũng có bạn ở đây nhưng mà em cũng chỉ vô ở một mình thôi, chứ em không có ở với bạn. À. Nhà anh có bao nhiêu người? Nhà anh có 5 người, bố mẹ với lại dưới anh còn 2 em nữa. Thế là chắc anh suốt ngày bị hối lấy vợ. À đúng rồi đấy em. Bố mẹ hối anh hoài mà. Thế nhà em có bao nhiêu người? Nhà em đông lắm anh. Đông lắm hả? Em một tập đoàn luôn. Một tập đoàn là bao nhiêu? Ngũ Long công chúa. Ngũ Long là 5 cô. Dạ. Với lại 2 trai. 2 trai luôn hả? Thế em là thứ mấy? Dạ em gái Út anh. Mẹ Út hả? Dạ, nhà em có gia đình hết rồi, còn có mình em á. À thế chắc em cũng giống anh thôi, bố mẹ cũng giục đúng không? Bố mẹ em không có giục. Bố mẹ em kêu kệ luôn, quan tâm nữa. Ờ giờ đến mức độ không quan tâm luôn hả? Dạ. Thế nữa xong anh có thể mời em đi đâu đó chơi được không? Dạ. Anh dự định bây giờ mới cưới? Sớm được thì cưới trong năm nay. Nhưng mà nếu mà ví dụ như em ở Gia Lai, em vẫn làm việc Gia Lai thì thế nào? Cưới nhau về em vẫn làm bên Gia Lai. Đấy là bây giờ hiện tại công việc của em là đang ở Gia Lai. Ờ thì em làm công việc bên Gia Lai thì anh vẫn sẽ hỗ trợ em ở bên Gia Lai. Cùng lắm thì anh sang ở với em. Anh chuyển công việc với em hả? Công việc của anh thì nói chung là công việc tư nhân mà em. Việc mình làm chủ thì mình làm ở đâu cũng được thôi. Nếu quen nhau thì một tháng mình gặp mấy lần? Anh nghĩ một tuần mình nên gặp nhau một lần. Anh có sắp xếp được không nhỉ? Được mà. Công việc của anh thì cũng không có phải là gò bó, ép gì đâu. Nhưng mà nếu như muốn đi thì có thể một tuần mình nghỉ một ngày mình đi được. Công việc của em thì cũng hơi bận. Nghĩa là lúc thì cũng bận mà lúc thì rảnh. Nhưng mà hiện tại thời gian này thì hơi bận một xíu. Nghĩa là em sắp xếp lắm em mới nghỉ được 1-2 ngày. À. Có nhiều khi sợ cuối tuần có khi anh lên, có khi em cũng không có rảnh được luôn. Chỉ cần em bảo ngày mai em nghỉ hoặc ngày mốt em nghỉ anh sẽ có mặt. Nói chung anh sẽ có mặt lúc em cần. Em có hay phải đi làm xa không? Em thì đa số là chỉ làm ở trong tỉnh thôi anh, với lại đi các huyện chứ không có đi đâu xa. Nhưng mà Gia Lai anh không biết đường, sao đến thì chỉ đường anh nhé. Dạ, em cũng hơi dở đường một xíu nhưng mà chắc chị cũng vua má. À, lần này em đi có bố mẹ đi theo không? Dạ em đi một mình. Đi một mình thôi hả? Em nhìn anh em có thấy anh thế nào? Em thấy anh cũng vừa, nghĩa là cũng không mập cũng không có. Anh sợ người ta chê anh gầy? Em lại thích người gầy hơn. Mà như anh là được rồi. Mà như anh là được rồi. Em nấu ăn ngon đúng không? Dạ. Thế nào nấu cho anh ăn? Nhưng mà em ăn cay lắm, anh ăn được cay không? Được cay anh được ăn. Ăn được hết. Nhưng mà em không có ghen. Nên em cũng muốn người yêu của mình đừng có ghen quá. Anh thì không có ghen nhiều đâu em. Tình yêu nó thuộc về bên cảm nhận của đối phương. Nếu như mà đối phương không yêu mình có thể tự cảm nhận được. Nghĩa là em muốn cả hai tôn trọng lẫn nhau, hiểu nhau, tin tưởng là được. Đối với em là tin tưởng. Chứ đừng có kiểm soát hay là đi đâu làm gì hoài. Tại vì cái nghề của em nghệ sĩ nó hơi nhạy cảm. Thế là đi đâu cũng được mà hỏi đi đâu, đi với ai, chụp hình qua coi đi với ai rồi đó là em. Anh không có tính đó thôi em. Dạ. Tí nữa anh sẽ giới thiệu em với mẹ. Anh đi với mẹ thôi. Đúng rồi, anh đi với mẹ. Mẹ anh cũng thương anh ấy nhá. Đi theo hỗ trợ. Ồ, có mẹ đi theo hả? Dạ. Nay có mẹ đi theo hả? Dạ, có mẹ rồi. Đi theo. Nhà có mấy anh chị em? Em với ba anh chị em. Ba anh chị em là thứ mấy? Em là con cả chị. Rồi mấy em có chồng có vợ hết chưa? Dạ chưa, mấy em thì nói mà sao anh mà không đi trước thì em không dám đi. Cho nên giờ nhà muốn tống em đi lắm rồi phải không? Dạ vâng ạ. À rồi bây giờ chị mời ba mẹ, mời gia đình của nhà trai vào để mình nghe ý kiến của người lớn nha. Dạ xin mời cô ạ. Trẻ quá, tôi kêu bằng chị nè. Quay qua là tính chào cô, nhưng mà cô trẻ quá thôi, các Tường xin phép kêu bằng chị.
kệ vai ai nấy giữ nha cưng. Dạ, nha vâng. Dạ chào chị. Chào chị. À, đi xuống vậy mệt không? Tất cả vì con, không có mệt gì hết ạ. Dạ. Rồi hồi nãy cũng có nghe ở đây là con trai chị chia sẻ là cũng muốn lấy vợ lắm rồi, cũng không cần tìm hiểu gì nhiều, miễn mà hợp là lấy. Thì bây giờ hỏi đích thân mẹ nè, đó giờ mẹ chồng tương lai nè, ví dụ bây giờ là mình có cái tiêu chí tiêu chuẩn gì để tìm nàng dâu không chị? Chị thì không có tiêu chuẩn gì hết á, con yêu ai là chị chấp nhận người đó. Dạ. Xã hội bây giờ là đổi mới rồi, tiên tiến rồi, nhưng không mà, giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà thường thường các bạn trẻ cứ tự nhiên nghe nói từ làm dâu cứ tự nhiên ớn ớn ớn, cứ nghĩ làm dâu là cái gì nó ghê gớm lắm. Bây giờ đó nè, em đứng lên bây giờ mẹ nói một cái thử cho là làm dâu là như thế nào. Mẹ cũng tặng cho con dâu mới tương lai là hơn tương lai làm con dâu nhé. Bây giờ thì bác xưng bác nhé. Dạ. Bác nói với cháu như thế này, từ nãy thì bác ngồi bác cũng nghe hết rồi. Thật ra mà nói thì cái nghề của cháu thì bác cũng thông cảm không sao cả. Bác cũng rất hay múa. Bác cũng hay múa. Mà chồng bác thì lại cũng rất hay là hay hát. Nghề nào cũng là nghề. Dạ. Nếu mà hai người đứa đến với nhau được thì bác chấp nhận. Bác cũng thấy cháu rất xinh, giờ xinh gái. Trời ơi quá tuyệt vời. Mẹ nói vậy còn lo lắng gì nữa. Mà bác ấy không có phải là như những người phụ nữ khác đâu. Bác cũng hiểu biết, ra ngoài xã hội bác cũng hiểu biết. Cho nên là bác thông cảm, không có sao cả. Không có phải nghĩ là nghề này nghề kia, bác không có nghĩ cái việc đó. Hai đứa biết yêu nhau hạnh phúc là được. Bác cũng mong được hai đứa là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay là bác thấy là cặp đôi này là thấy ổn không? Được, thấy tuyệt vời. Ghép đôi vậy là ổn không? Ok, bên Gia Lai với Đắk Lắk là gần nhau. Nhà bác thì làm dãy bên Gia Lai luôn, tại bác mua mấy hectare dãy bên Gia Lai. Trên Gia Lai, Đắk Lắk là hầu như là đi liên tục luôn. Như thế là quá ok. Cô biết là khi chương trình sắp xếp là biết Gia Lai với Đắk Lắk hoặc là chỗ nào đó là thường thường người ta cho gần nhau. Nhưng mà như thế là ok rồi, quá tuyệt vời. Cô nhìn thấy nhiều cháu khi là gần nhau địa lý mà không hợp với con người. Đúng rồi. Ở đây phải tìm khó lắm mới được một cặp như vậy, là cũng trai tài gái sắc. Đúng rồi. Nhưng mà giờ hỏi mẹ chút xíu nào, hồi nãy mẹ nói mẹ cũng múa, là mẹ múa làm sao nè? Mẹ là hay múa bên thôn á. Thôn thôn mà thí dụ người ta biểu diễn những cái ngày mà ngày lễ, ngày hội gì đó là mình diễn múa. Bây giờ ví dụ bây giờ mẹ chồng tương lai với con dâu tương lai mình múa một bài với nhau được không nào? Không được rồi, cái đó thì ủa chứ hồi múa hồi nào? Có nghĩa là ở thôn á, thôn người ta mà hồi xưa hay bây giờ? Bây giờ thì lâu rồi, mấy năm nay là không có múa. Bây giờ múa. Nhưng mà trước đây là hay có múa. Nói chung là trước đây là bác rất hay múa đấy, bác là dẫn diễn viên múa ở thôn luôn. Nghe chưa? Thôn mà thí dụ như mà tham gia một cái chương trình múa là bác là người đầu tiên. Nhưng bây giờ hai người đều là diễn viên múa chuyên nghiệp mà bây giờ không có biểu diễn dài đường nét cho chương trình thì thật là không có chuyên nghiệp. Nhưng mà mình cũng là xung phong đầu tiên, coi như bây giờ đây là thôn nè, đó bà con thôn là thôn làng. Đồng ý không con? Nhưng mà bây giờ bác già rồi, hẹn lần sau đi, hẹn đây mai hai mẹ con về múa cùng. Thôi nếu mà được làm con dâu tương về hai mẹ con sẽ múa cùng, chắc chắn là sẽ múa cùng trong thôn đó. Rồi bây giờ là đám cưới là múa. Ok, đám cưới là mẹ chồng và con dâu phải là làm một cái tiết mục múa biểu diễn bà con hai họ. Rồi ok. Rồi ok. nhưng mà nếu mà có đám cưới chắc chắn chị Tường mình có mặt nhá. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn bác chị. Mong cũng được như vậy nhá, hai con cứ bấm nút đi. Nếu trước hết cứ cho nhau một cái cơ hội, rồi nay mai có gì thì sau cũng không sao cả, nhưng mà cứ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau cho nó. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn chị. Rồi chào chị Cát Tường nhé. Dạ dạ. Chào mọi người nhé. Mẹ vui quá trời luôn à. Sao cưng, nói chuyện với mẹ của nhà bạn trai xong thì có cảm xúc như thế nào? Thấy bác rất là vui tính và dễ tính hả? Ừ, nhiều khi mình cứ nghĩ nghe làm dâu mình sợ. Nhưng không, thật ra bây giờ đơn giản lắm. Dạ, em cũng không có ngại chuyện làm dâu. Ừ, với lại có ông bà đỡ lắm, ông bà còn khỏe là mai mốt mình sinh con giao cho ông bà đỡ. Trời ơi, giao cho ông bà giữ hai chồng đi chơi sướng luôn. Mẹ em thật sự rất là vui tính, dễ tính. Mẹ em bảo mày mà lấy con dâu về, tao chiều con dâu hơn chiều mày. Rồi, bây giờ chơi trò chơi. Mỗi người bóc một lá coi chương trình ghi gì trong này, mình thực hiện yêu cầu trong chương trình cho nó vui. Có khó quá không chị? Ai biết đâu, em đọc trước đi, đầu tiên đó. Giả sử lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, em gái của bạn trai gây khó dễ, bạn sẽ làm gì để thu phục em gái của người yêu? Thu phục nghe ghê quá. Ờ không, bây giờ về, đó, con trưởng, bây giờ về nhà ảnh, dẫn về nhà chơi ra mắt. Mà bây giờ em của ảnh không có thích em. Đó, bây giờ em sẽ làm sao? Em phải tìm hiểu trước là em của ảnh thích gì. Nào, ví dụ như thích ăn uống ăn vặt hay là thích đi đâu đó mua sắm này kia thì mình dụ. Trời ơi, dùng từ dụ nghe dễ thương nghe vậy đó. Đúng rồi, dụ chứ thu phục cái ghê quá ha. Mình đánh vô cái tâm lý đúng không? Là từ cái trái tim mình thật lòng mình quan tâm người ta thì trước sau gì mình có làm gì đâu mà ghét, đúng không? Nhưng mà nếu lúc đó em gái, giờ em dẫn bạn gái em về mà giờ em của em ở nhà nó nói thôi em không chịu chị đó đâu, nhìn chị đó thấy ghét quá, nhìn chị đó chảnh quá,
Đấy, rồi em xử trí thì sao? Nhà em thường trên nói dính nghe. Nói là em đang nghe à? Không có chế độ em mà chê chị dâu này nọ, không có. Trường hợp đấy chắc chắn sẽ không có nên em không biết sẽ. Nếu như có thì... Nếu mà có thì em làm sao? Có thì em nạt. Em nạt? Dạ. Em nói phải nghe. À, cũng vậy là có máu gia trưởng nha. Có máu gia trưởng không? Không, gia trưởng đấy không có, nhưng mà nói chung các em ở nhà thì thường thường em nói là đều nghe hết, không ai cãi. Hai đứa em là nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi? Một đứa em sinh năm 92, nhỏ hơn 2 tuổi, và một đứa em thì sinh năm 2006. Là con trai hay con gái? À, con trai hết. Hai thằng trai hết. Ôi, con trai dễ lắm. Không trai có gì hết trơn, con trai dễ ẹt hả? Mấy đứa con trai dễ thương, như là gặp chị dâu mà đẹp đẹp xinh xinh nữa, mắc gì không quý đúng không em? Rồi, tới phiên em. Câu nói lãng mạn nhất bạn trai từng nói với người yêu là gì? Nói thiệt nha, cái miệng ông cũng điêu lắm á. Em thực sự không phải là người lãng mạn. Nói với bạn gái thì câu lãng mạn nhất thì em từng nói là anh yêu em thôi, chứ còn chưa có nói cái gì là lãng mạn hết. Anh yêu em thì ai chẳng nói, yêu nhau ai không nói. Có một cái gì đó hứa hẹn, hay một cái gì đó nó bay bổng, hay một cái gì đó một lúc cảm xúc nó dâng trào á. Thế thì chưa từng nói. Chưa từng nói. Bây giờ em thử suy nghĩ coi. Nếu bây giờ hai đứa yêu nhau bây giờ nè, em nhìn cô gái trước mặt coi thấy ổn không? Dạ ổn chị. Thì nếu bây giờ trường hợp mà yêu nhau nè, thôi bây giờ mình nói một câu nhìn nhau đi, 30 giây ăn thua người ta có bấm nút với mình hay không là cái lúc này nè. Một câu nói gì đó nó chân thành, nó lãng mạn, thuyết phục cô ấy bấm nút với mình. Anh sẽ phấn đấu để cố gắng để có thể lo được cho em và chiếm lấy tình cảm của em hơn những gì những người khác đã làm cho em để em phải thất vọng, và anh sẽ chăm lo hạnh phúc cho em. Câu đó có lãng mạn không em? Em chỉ có một người chăm lo cho em, thương em là được. Chị thấy câu nói thì hay rồi đó, còn từ câu nói đến thực hành thì nó còn một quá trình. Em có nắm bắt cái cơ hội này không là tùy em. Cảm nhận của em ngày hôm nay khi đến với chương trình? Em thấy bạn nam bên kia cũng vui tính, cũng chững chạc, nói chung thật thà. Bác gái cũng vui, là em thấy nói chung là có mẹ chồng tương lai mà dễ chịu là mình ok đầu tiên rồi á. Rồi bạn em thấy bạn em nãy giờ nói cũng rất là chân thành. Cảm ơn hai em, đó là những lời chia sẻ rất là thật lòng. Thì bây giờ là hết thời gian để tâm sự rồi. Nếu tụi em nắm bắt cái cơ hội này thì tụi em sẽ còn một chặng đường phía sau để tìm hiểu nhau. Quan trọng là giây phút này mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh vào nút bấm. Không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Chương trình chỉ cho mình cái cơ hội có nhận lấy hay không, đó là quyền của mình nha. Mời hai em đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 Cảm ơn hai em, mời qua đây ạ. Chúng ta chỉ cần đến thứ hai thôi nha, nhanh gọn lẹ. Chị thấy rõ ràng hôm nay chương trình đã lựa chọn cặp đôi ở bên ngoài rất là tương thích. Hôm nay chị thấy rõ ràng là hai bạn có nhiều sự trùng khớp, nhưng mà vẫn quan trọng là con đường ở phía trước nha. Bây giờ cái bấm nút này chỉ mới là cái sự bắt đầu, còn đi được với nhau bao nhiêu là tùy ở hai em. Mỗi người phải cố gắng một chút xíu. Chúc mừng hai em đã tìm thấy nhau trong chương trình ngày hôm nay. Gửi tặng cho em gái, đây là một món quà làm đẹp của chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim trước khi đi về Đắk Lắk, Gia Lai. Đi coi phim trước cái đã. Dạ vâng. Em phải đi xem phim với bạn gái. Đi xem phim với bạn gái em rồi. Cảm ơn chương trình đã giới thiệu được cho em được một cô bạn gái rất chi là dễ thương, xinh đẹp, dáng chuẩn. Và dường như em rất hài lòng với lại chương trình. Xin cảm ơn chương trình ạ. Bây giờ thì hết run rồi chị. Không còn run như lúc đầu, lúc mới lên nữa. Do em ít lên chương trình, hầu như không bao giờ đọc đến chương trình hết. Nên là mới đầu lên thì còn ngại ngùng. Bây giờ thì có bạn gái bên cạnh là hết ngại ngùng rồi. Bản thân em thì cảm thấy mẹ em đã thích cô con dâu này rồi, nên là cũng không có gì để phải thắc mắc hay là khó khăn gì em phải giải quyết cả. Vấn đề ở đây chỉ có là em sẽ cố gắng chăm lo cho bạn gái thôi. Bản thân em thì em diễn viên đứng trên sân khấu cũng hơi bị nhiều rồi, nhưng mà tham gia em vẫn giờ này vẫn không đúng. Hôm nay bạn ghép cặp với em là em cảm thấy hài lòng rồi. Em cũng suy nghĩ với người yêu tương lai là em cũng mong một người chân thành. Là em thấy bạn là rất là chân thành, nên em thấy là có thể khoảng thời gian sau này mình tìm hiểu thì xem tính cách đồ thế nào. Còn trước mắt thì em cảm thấy
phù hợp với những gì em yêu cầu. Bác gái thì em thấy là rất là vui tính, nếu mà em có về thì em cũng đỡ lo rất là nhiều. Tương lai gần là hai mẹ con là hợp rồi. Còn không biết là có hợp hơn với lại chồng hay không thôi. Cố gắng nha, chăm sóc và lo lắng. Cảm ơn hai em rất nhiều. Hy vọng là sẽ nhận được tin vui từ hai đứa nha. Dạ vâng ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đồng hành và ủng hộ cho chương trình.